Ok, chào các bạn. Các thân mến, cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với phần chương trình tổng ôn về chuyên đề câu đồng nghĩa. Các thân mến, ở trong đề thi của chúng ta thì câu đồng nghĩa sẽ có 3 câu, đúng không ạ? Sẽ có 3 câu trong bài thi của chúng ta. Và đây là một phần chắc chắn sẽ có trong thi. Và phần này thì có một cái bố cục đề cương rất là rõ ràng rồi. Vì vậy mà chúng ta ôn thì có thể trúng được dạng đề. Vì vậy mà những cái gì mà chúng ta chắc chắn sẽ có thì cô Trang Anh sẽ đưa vào cho các bạn ôn trước. Ok, chào các bạn. Các thân mến, phần này thì cô khẳng định là không quá khó, đúng không ạ? Nó không quá khó, thậm chí nó rất là đơn giản. Vì vậy mà hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn làm sao để các bạn có thể lấy được trọn vẹn điểm của phần chuyên đề câu đồng nghĩa này nhé. Hôm nay cô sẽ dạy các bạn cái cách để các bạn có thể lấy được trọn vẹn điểm của phần câu đồng nghĩa này nhá. Phần câu đồng nghĩa nếu như theo đúng bố cục của đề minh họa 2019 thì phần câu đồng nghĩa của chúng ta sẽ chủ yếu ở phần kiến thức. Đó là kiến thức về câu so sánh, chợ kiến thức về câu tường thuật và nó chủ yếu là về ngữ pháp, đúng không ạ? Về câu so sánh này, đúng không ạ? Về câu tường thuật này và về động từ khuyết thiếu nhá. Nên hôm nay cô sẽ tổ đúng 3 phần này, đó là so sánh, câu tường thuật và động từ khuyết thiếu. Vậy chúng ta sẽ ôn cho cô, hôm nay nó sẽ nhiều câu hơn ấy, hôm nay có đến 40 câu liền, đúng không ạ? Nên là chúng ta sẽ, hôm nay cô dậy sớm hơn, bình thường là 10 giờ cô mới dậy. Thì hôm nay 9 rưỡi cô đã dậy rồi, bởi vì là chúng ta sẽ xác định là có thể chúng ta sẽ phải học muộn mới xong. Bởi vì hôm nay chúng ta có một cái số câu khá là nhiều, khá là nhiều. Nó chữ lại còn nhiều nữa, vì vậy mà mình sẽ phải xác định là mình sẽ phải học khá là nhiều đấy ạ. Nhiều về thời gian á, thì chúng ta mới có thể xong được bài hôm nay. Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Hôm nay cô đang mất thời gian trong việc mà xét vào nhóm cho học sinh 2K2 và 2K3. Vì vậy mà cô chưa soạn được đề cho các bạn, đề tổng ôn tiếp cho các bạn. Chợ ngày mai cô sắp xếp được xong công việc thì cô sẽ soạn đề tổng ôn tiếp cho các bạn nhé. Các bạn yên tâm là từ bây giờ đến lúc 2K1 thi thì cô sẽ dành toàn bộ, gần như toàn bộ tâm sức cũng như là thời gian và cũng dành như tất cả sự ưu tiên tuyệt, gần như tuyệt đối cho 2K1. Chợ vì 2K1 của chúng ta sẽ còn một cái khoảng thời gian rất là ngắn nữa thôi, vì vậy mà cô với các bạn cùng cố gắng. Chúng ta bắt đầu này. Bây giờ cô sẽ chia phần bài hôm nay của cô ra thành phần, đó là thành 3 phần, là phần so sánh, phần câu tường thuật và phần động từ khuyết thiếu. Chúng ta bắt đầu phần bài nhé. Coi như là hôm nay cô sẽ tổng ôn cho bạn phần kiến thức về so sánh luôn này. Với cái cách làm, với cách làm về phần so sánh chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì bạn xem cho cô như sau này. Để làm được cái phần câu đồng nghĩa về so sánh thì bạn phải nhớ cho cô như sau. Đầu tiên bạn phải nhớ cho cô đó là phần về câu đồng nghĩa phải xét giữa hai cái phương diện. Phương diện thứ nhất đó là về mặt ngữ pháp nó có đúng không? Đầu tiên em phải ngắm cho cô về ngữ pháp nó có đúng không đã, đúng không ạ? Vậy ngữ pháp là gì? Tức là mình sẽ nhìn vào cái khung, cái cục diện bên ngoài của nó, tức là cái bề ngoài của nó, đúng không ạ? Thì xem cho cô xem là ngữ pháp, xem cho cô cái câu đấy là về ngữ pháp nó có đúng không nhá. Rồi thế là sau đó, sau khi chúng ta xem về ngữ pháp nó đúng rồi thì bắt đầu mình sẽ xét nó về ngữ nghĩa nhá. Khi chúng ta xét xong ngữ pháp và ngữ nghĩa thì chúng ta phải xem cho cô là ngữ nghĩa của nó phải gần, đúng không ạ? Phải phù hợp nhất, đúng không ạ? Phải cùng nghĩa với cái câu ban đầu. Vì chúng ta đang làm là làm bài tập tìm từ đồng nghĩa mà, nhá. Vậy thì với câu số 1, đầu tiên em muốn làm được câu đấy, đúng không ạ? Với bất cứ dạng câu đồng nghĩa nào thì khi em làm em cũng phải xác định cho cô như sau. Đó là em phải dịch cho cô cái đầu bài trước. Kiểu gì thì cũng phải dịch đầu bài trước, đúng không ạ? Vậy cô sẽ có như sau này. Phụ nữ phương Tây, nhớ nhá, cô có từ sau này, từ Western Women, đúng không ạ? Phụ nữ phương Tây thì làm sao? Độc lập hơn, independent, độc lập hơn so với phụ nữ châu Á. Dịch như vậy đi ạ. Đó là phụ nữ phương Tây thì độc lập hơn so với phụ nữ châu Á. Vậy câu này của cô đang là hình thái của so sánh hơn. Thì với câu số 1, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu số 1 là ý gì ạ? Nói chung là đến giờ phút này tất cả những cái tài liệu mà cô cung cấp cho các bạn, đó là những cái tài liệu mà cô đã chắt lọc nhất như có thể rồi. Và cô đã co kiến thức lại, tức là tủ cho các bạn gần như là, đúng không ạ? Gần như là tủ gần hết cho các bạn rồi. Vì vậy mà các bạn cố gắng là để ý những cái tài liệu mà cô up lên cho các bạn ấy. Các bạn học theo cái sườn đấy, vì chúng ta sẽ học thu hẹp kiến thức lại. Thì cô sẽ có như sau này. Phụ nữ phương Tây thì thường là độc lập hơn so với phụ nữ châu Á. Vậy thì cô sẽ có, ở đây của cô đang là hình thái so sánh hơn, đúng không? Các bạn chọn đáp án là ý gì ạ? Ý bây giờ mình sẽ xét từng nghĩa của từng cái một nhá. Thứ nhất là cô sẽ có cái cấu trúc như sau, đó là từ less đi với từ than, đúng không ạ? Có không ạ? Đúng rồi nhá. Vậy là về mặt ngữ pháp đúng rồi, cô dịch câu là như sau. Phụ nữ phương Tây thì ít phụ thuộc hơn phụ nữ châu Á.
Nhờ cô sẽ có là phụ nữ phương Tây thì ít phụ thuộc hơn phụ nữ châu Á. Vậy nếu nói như thế này thì mình sẽ hiểu rằng là phụ nữ phương Tây cũng là người rất là phụ thuộc. Nhưng mà nếu so với phụ nữ châu Á thì nó lại không phụ thuộc, thì họ không phụ thuộc bằng. Vậy thì nó lại khác nghĩa với nghĩa của câu ban đầu, đúng không? Nghĩa câu ban đầu nói rằng là phụ nữ phương Tây độc lập hơn chứ không phải phụ thuộc. Đây là câu số 1, cô sẽ bỏ ý A, bỏ ý A không xét nhá. Với bài tập tìm câu đồng nghĩa như này ấy, các bạn sẽ chỉ tịnh tiến từng đáp án một đến đáp án nào mà các bạn tìm được nghĩa nó ok nhất, tìm được câu nó ok nhất thì chúng ta dừng lại. Bây giờ cô sẽ có như sau này. Ý B của cô thì sao ạ? Ý B của cô vẫn cái cấu trúc như thế nhưng nó đổi ngược lại một chút, thành câu như sau, đó là phụ nữ châu Á thì lại ít độc lập hơn so với phụ nữ châu với phụ nữ do gì cả? Phụ nữ châu Á thì ít độc lập hơn so với phụ nữ phương Tây. Thế cô sẽ có là ý B cô thấy rất là ok, đúng không? Ý B rất là ok nhá. Thử cho cô xem ý C thì sao? Nếu như mình vẫn còn vân vân thì xem cho cô ý C. Ý C sẽ là gì ạ? Phụ nữ châu Á đúng ạ, không phụ thuộc như phụ nữ phương Tây. Ở đây người ta không nói về sự phụ thuộc mà người ta nói về sự độc lập. Nên cô sẽ không chọn ý C nhá. Bây giờ cô sẽ còn ý D thì sao? Ý D của cô sẽ có như này, phụ nữ phương Tây không độc lập bằng phụ nữ châu Á. Vậy thì ý D của cô cũng không đúng rồi. Thì câu số 1 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý B. Xong câu 1 chưa? Rồi, xong câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 2. Với câu số 2 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 2 là ý gì? Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có với câu số 2 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Tức dịch là khi mà vũ khí ngày càng trở khi vũ khí mạnh đúng không? Thì chủ nghĩa khủng bố càng kinh khủng. Vậy thì câu này cô sẽ có nó có hai vế như này. Chợ mà viết về so sánh, em nhớ cho cô là chúng dấu hiệu mình nhận ra được này, đó là khi mà có hai vế mà viết bằng so sánh thì câu đấy của chúng ta sẽ đưa về so sánh kép nhá. Nhận đưa về so sánh kép. So sánh kép là dạng so sánh có công thức như nào, cô viết ra đây cho em nhá. So sánh kép là dạng công thức như sau, người ta dùng dơ cộng với tính từ, chợ tính từ cô viết tắt t bình phương này đúng không ạ, dơ cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn. So sánh hơn là gì ạ? So sánh hơn là tính từ ngắn thì mình thêm cái gì vào ạ? Mình thêm r vào, đúng không ạ? Tính từ dài thì mình sẽ gì ạ? Cộng với more vào trước tính từ đấy, đúng không ạ? Nhớ tính từ dài thì sẽ là more cộng với tính từ. Chợ, more cộng với tính từ này. Đằng sau nó phải cộng chủ ngữ vấp, nhớ cộng chủ ngữ vấp. Đằng sau nó lại the cộng với tính từ như thế, cộng với chủ ngữ vấp, hai vế nó lặp nhau như vậy thành so sánh kép mà. Vậy thì cô sẽ có với câu này nhá, nó sẽ phải là the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn. Ở đây cô có từ powerful, powerful của cô là tính từ dài. Nếu tính từ dài thì cô sẽ phải dùng more vào trước. Nếu dùng more vào trước thì cô sẽ bỏ được câu 2 ý D. Với cái phần này nhiều chữ như này thì các bạn nên bằng phương pháp loại bỏ cho cô. Rồi tiếp nhá. Bây giờ cô sẽ có là the more powerful của cô phải là một cụm. Thì cô sẽ bỏ tiếp được ý B. Đúng không? Bây giờ cô sẽ chỉ còn A và C. Vậy câu số 2 các bạn sẽ chọn A hay là C? Nhờ, chọn A là C chúng ta sẽ có như sau này. Cô sẽ có ở vế đằng sau của cô cũng sẽ phải là the more. Cô có từ terrible của cô là tính từ, như vậy là the more terrible. Vậy thì câu số 2 cô sẽ chọn được đáp án là ý A. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 2 chuyển cho cô sang câu số 3. Đấy là có những cái câu mà nó khó hơn nhá. Có những cái câu mà khó hơn ấy thì cô sẽ phân tích kỹ như vậy. Còn những câu dễ thì chúng ta sẽ thừa nhận luôn, bởi vì trên tinh thần là cô đã cung cấp tài liệu cho các bạn và các bạn đã làm trước rồi nhá. Cô sẽ có tiếp theo với câu số 3 này. Câu số 3 ở trong câu này cô có cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc tend to do something. Chứ thực ra đây nó là kỹ năng viết mà, nên là cô sẽ phải chữa chậm hơn chứ không chữa nhanh như những câu trắc nghiệm được. Cô sẽ có cấu trúc đó là cấu trúc tend to do something bằng cấu trúc have a tendency. Chứ bằng cấu trúc have a tendency to do something có xu hướng làm gì? Vậy dịch là trẻ con có xu hướng học tiếng Anh tốt hơn là người lớn. Vậy cô sẽ có như sau. Câu này của cô là ở dạng so sánh hơn, nhợ so sánh hơn này. Với so sánh hơn bây giờ mình sẽ viết lại câu này như sau. Thì như sau ạ, đó là người lớn thì có xu hướng giỏi nhất, đúng không ạ? Mình có cấu trúc good, giỏi cái gì bây giờ nó dùng best, giỏi nhất. Vậy ý A sai về nghĩa rồi. Ý B thì sao ạ? Trẻ con không học tiếng Anh giỏi bằng người lớn. Nhưng ở câu ban đầu của chúng ta sẽ là gì ạ? Trẻ con có xu hướng học tiếng Anh giỏi hơn người lớn. Ý B của cô không đúng với nghĩa của câu ban đầu. Ý C là người lớn có xu hướng học tiếng Anh kém hơn so với trẻ con. Vậy cô chọn được đáp án của câu số 3 là ý C. Đúng chưa? Rồi, xong câu số 3 chuyển cho cô sang câu số 4. Câu 4 dễ rồi, cô chữa nhanh này. Cô ấy là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi từng gặp. Ở đây người ta dùng so sánh hơn nhất. Nhớ, người ta dùng so sánh hơn nhất. Vậy nếu dùng so sánh hơn nhất, bây giờ mình sẽ viết lại câu như sau. Cô ấy, nói chung là cái phần so sánh này nó quan tâm về nghĩa rất là nhiều. Nghĩa rất là nhiều, chúng ta sẽ có như sau này.
Cuối tuần này chúng ta lại thi thử nhé. Em nhớ cho cô là thứ 7 tuần này chúng ta sẽ lại thi thử lần thứ 12. Và lần thi thử 12 này của cô sẽ khác với 11 lần thi trước. Đó là cô cho đề không có tính chất đánh đố nữa, không có tính chất lừa đảo nữa nhá. Để cho các bạn cảm giác là có cái tâm thế đi thi cho tự tin. Vì cô sẽ có như sau. Với câu số 4 là cô ấy là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi từng gặp, đúng không ạ? Vậy sẽ là tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ là thông minh hơn cô ấy. Vậy thì câu 4 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý A luôn nhớ, câu 4 chọn ý A luôn nhé. Rồi, xong câu số 4 chuyển cho cô sang câu số 5. Với câu số 5 chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Với câu số 5 rất là đơn giản, các bạn có thể chọn được ngay. Nếu họ dịch như sau: miền Nam của nước Anh thì khô hơn so với miền Bắc nhé. Miền Nam của nước Anh thì khô hơn so với miền Bắc. Vậy thì với câu số 5 dịch như học sinh lớp 6 học tiếng Anh, thì với câu số 5 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Nào các bạn thân mến, với câu số 5 của cô rất là đơn giản. Các bạn thấy cô chữa như vậy có nhanh quá không ạ? Nào các bạn thân mến, các bạn thấy cô chữa như vậy có nhanh quá không ạ? Nếu mà các bạn thấy cô chữa như vậy nhanh quá thì cô sẽ chữa cô sẽ chữa nhẹ đi, cô sẽ chữa chậm lại ạ. Qua 10 lần thi thử, em tin cô như tin bác Nhã. Ok. Ok các bạn thân mến, không, lần này cô không lừa đâu ạ, được chưa? Được chưa? Sẽ có này. Với câu số 5 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Chúng ta sẽ có, với câu số 5 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì? Câu số 5 dịch như sau, đó là miền Nam của nước Anh thì khô hơn so với miền Bắc. Vậy cô sẽ có là miền Nam của nước Anh thì không khô như miền Bắc. Ý A sai về nghĩa rồi, đúng không ạ? Đó là khô hơn ở miền Bắc hơn là ở miền Nam. Thế ý B của cô cũng không phải. Ý C của cô đó là miền Bắc thì không khô bằng miền Nam. Vậy cô chọn được câu số 5 của cô là ý C. Chứ ở chúng ta sẽ có ý C của cô sẽ là ở cái dạng so sánh công bằng. So sánh công bằng có công thức là chủ ngữ cộng với động từ. Động từ này ở dạng phủ định, đúng không ạ? Đằng sau đó cô sẽ dùng S hoặc là so cũng được. Đằng sau đó cộng với tính từ, cộng với S, cộng với chủ ngữ. Chủ ngữ 1, chủ ngữ 2. Đây là công thức của so sánh công bằng nhé. Rồi, xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6. Với câu số 6 của cô, chậm hơn à? Rồi, tập trung lại nhé. Với câu số 6 em nhớ cho cô câu này như sau này. Nếu như bạn học hành chăm chỉ hơn thì bạn sẽ có kết quả tốt hơn. Cô sẽ có đây là mệnh đề thứ nhất và đây là mệnh đề thứ hai. Khi nó có hai mệnh đề như này, chắc chắn nó sẽ phải là so sánh kép. Cô gọi nó là so sánh kép. So sánh kép nhé. Với so sánh kép thì cô sẽ khoanh được như sau này. Khoanh được từ harder của vế nhất. Các bạn nhớ cho cô là những cái câu này nó rất là đơn giản với các bạn rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái các bạn đang ngồi học livestream với cô không phải là để tìm ra được đáp án của câu đấy, mà là để các bạn làm, các bạn học cô cái cách bí quyết để làm được cái câu đấy như nào nhá. Thì cô sẽ có với cái dạng so sánh kép này, em căn cứ cho cô bằng tính từ ở vế đằng trước, đó là từ harder. Đằng sau căn cứ bằng từ better. Vậy thì cô sẽ có như sau. Với so sánh kép như lúc cô nói bên với em bên, ở phần bên kia, đó là người ta dùng the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn. Thì cô sẽ có từ, trong tiếng Anh cô có từ sau, đó là từ hard. Từ đấy nghĩa là chăm chỉ, đúng không ạ? Cô còn một từ nữa cũng là, đúng không ạ? Có rất là nhiều bạn nhầm hai từ này. Thì cô sẽ có từ, từ đấy là trạng từ chăm chỉ. Đằng sau cô có từ hard thì cũng là trạng từ, nhưng nó không phải là chăm chỉ, đúng không ạ? Mà nghĩa là hầu như không. Vậy thì ở cái câu này cô mang nghĩa là nếu như bạn luyện tập chăm chỉ thì không có liên quan đến cái từ hard này vào. Nên là cô sẽ bỏ ý B. Nhớ, cô bỏ ý B này. Người ta phải dùng dạng so sánh kép là the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn. Thì cô sẽ bỏ ý C vì ý C cô đang ở dạng so sánh hơn nhất. Vậy cô bỏ được B, bỏ được C. Các bạn nhớ cho cô là khi các bạn đi làm bài, các bạn sẽ làm cho cô bằng phương pháp loại trừ. Nghe này, làm bằng phương pháp loại trừ tức là sao? Mình bỏ cho cô những đáp án mà nó không đúng đi, để mình chỉ tập trung vào những cái đáp án mà mình cảm thấy băn khoăn thôi. Thì thứ nhất là mình đỡ bị các đáp án kia gây nhiễu, đúng không? Mình sẽ tập trung được hơn. Thì với câu số 6 chúng ta sẽ có câu này như sau. Hãy ngắm cho cô sự khác biệt giữa câu số 6 của ý A và ý D khác gì nhau. Với câu số 6 thì cô thấy là ý A và ý D của cô đều có vế đằng trước giống nhau. Điểm khác biệt ở vế đằng sau, một cái người ta dùng từ the best và một cái dùng the better. Thì ở đây của cô là so sánh kép là dùng the cộng dạng so sánh hơn. Thì câu 6 cô phải chọn được đáp án là ý D. Xong câu số 6 chuyển cho cô sang câu số 7. Câu 7 dịch câu này như sau ạ. Không có một học sinh nào trong lớp, đúng không ạ, thành công như là Pet. Không có ai trong lớp mà thành công được như là Pet. Thì Pet phải là người thành công nhất, đúng không ạ? Dịch như vậy nhá. Thì câu số 7 cô sẽ chọn được đáp án là ý B luôn ạ. Đây là hình thái của so sánh hơn nhất.
người ta dùng chủ ngữ cộng động từ cộng thơ cộng tính từ ở dạng so sánh nhất với tính từ dài người ta cho từ most vào đằng trước. Nên câu 7 cô chọn được đáp án là ý B, câu đơn giản rồi đúng không ạ? Xong câu số 7 chuyển cho cô sang câu số 8. Câu số 8 ở cô, câu này cũng xảy ra đó là có hai mệnh đề. Nếu có hai mệnh đề cô gọi nó là so sánh kép. Chợ với so sánh kép thì câu số 8 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì? Dạ. Câu số 8 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, câu số 8 các bạn chọn được đáp án là ý B à? Chờ, cô sẽ có với câu số 8. Không phải là hôm nay cô cho đề dễ đâu em, mà cái phần viết lại câu ấy nó chỉ dễ như này thôi nhá. Với câu số 8 cô sẽ có như sau. Đầu tiên cô cũng phải túm cho cô một tính từ của vế đằng trước, đúng không ạ? Và một tính từ của vế đằng sau. Vậy cô vế đằng sau cô sẽ có từ better. Chắc chắn nó sẽ viết lại câu này như sau. Nó sẽ viết bằng the, đúng không ạ? Thì câu số 8 cô chọn được đáp án là ý B luôn nhá. Xong câu số 8 chuyển cho cô sang câu số 9. Câu 9 dịch là phòng khách thì không to bằng nhà bếp. Câu này ở lớp 4 là mình làm được rồi. Yeah. Thực ra cái không phải là vì hôm nay cô cho đề dễ đâu em, mà thực ra cái nội dung và cái phần câu đồng nghĩa em xem ở trong đề minh họa của bộ cũng thế đúng không ạ? Cái phần câu đồng nghĩa này không khó, yeah, thậm chí nó còn rất là dễ. Nên bạn nhớ cho cô là riêng phần câu đồng nghĩa các bạn phải lựa chọn vẹn điểm phần này, vì nó rất là dễ, nó chỉ liên quan đến ngữ pháp thôi. Và chủ yếu nó vào do cái phần dịch của em. Thì như sau này, cái phòng khách thì không to bằng cái nhà bếp. Suy ra cái phòng khách to hơn cái nhà bếp là vô lý, không chọn ý A, đúng không ạ? Cái nhà bếp nhỏ hơn cái phòng khách không phải. Người ta bảo phòng khách không to bằng nhà bếp lại bảo nhà bếp nhỏ hơn, không phải, đúng không ạ? Câu chính là cái nhà bếp thì to hơn cái phòng khách, ý C. Cô nhớ ở lớp 6 mình đã học cái thể loại viết như này rồi, nhá. Xong câu 9 chuyển cho cô sang câu số 10. Câu số 10 cô lại có hai vế. Nhớ cho cô dạy cái mẹo như sau này. Đi thi mà gặp cái câu viết bằng so sánh mà có hai vế, cứ kiếm cho cô một anh tính từ của vế đằng trước, đúng không ạ? Và một anh tính từ của bế đằng sau, chắc chắn cái anh này cô sẽ xuất hiện ở cái ở hai đầu của mệnh đề. Nhưng nó sẽ có như sau. The more popular thì cô sẽ bỏ được ý B, most là bỏ rồi nhá. Sau the more cộng với chủ ngữ verb, chủ ngữ verb xem nào. Television program become rồi. Thế vậy đằng sau cô sẽ có như sau này. À, ý C của cô bỏ tiếp. Nó sẽ có công thức như sau, cô viết công thức xuống dưới này. Đó là the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn. Đằng sau nó phải cộng với chủ ngữ verb cơ. Thì cô sẽ thấy ý C của cô có the more popular television program, không thấy có động từ đâu cả, bỏ C tiếp. Vậy cô sẽ chỉ còn A và D. A và D cô xem này. The more popular, sau đó phải chủ ngữ verb, ở đây nó đang là verb chủ ngữ rồi, bỏ tiếp D. Vậy thì câu số 10 bằng phương pháp loại trừ, cô chọn được đáp án là ý A. Các bạn nhớ là các bạn đã xem chương trình của cô mà đi thi vẫn sai phần này là các bạn đáng trách này, đúng không? Phần này nó rất là dễ nhá, rất là dễ. Xong câu số 10 chuyển cho cô sang câu số 11. Với câu số 11 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 11 là ý gì? Dạ. Câu số 11 các bạn sẽ chọn được câu ấy đáp án là ý gì ạ? Dạ, câu số 11 của cô nào, các bạn nhìn cho cô với câu 11 đi ạ. Với câu số 11 các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Nào các bạn của cô đâu rồi ạ? Với câu số 11 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 11 là ý gì ạ? Chưa? Các bạn nhớ chưa cô là bài hôm nay của chúng ta rất là dễ. Bởi vì cái phần thi của chúng ta mức độ nó chỉ như thế này thôi, không khó hơn nhá. Hôm nay các bạn chịu khó học hết phần này thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ làm tốt được phần câu đồng nghĩa trong phần thi của chúng ta. Đúng không ạ? Và chắc chắn là cầm chắc điểm phần này, không được mất điểm phần này. Chúng ta sẽ có như sau. Với câu số 11, à các bạn chọn được đáp án là ý B. 11 có bạn chọn B rồi này. Có bạn chọn C và có bạn chọn D rồi nhá. Câu 11 của cô là một câu nó không đơn giản đâu. Bạn phải xem cho cô câu này như sau này. Khí hậu của Trung Quốc, đúng không ạ, thì tương tự theo nhiều, đúng không ạ, có nhiều phần tương tự như là khí hậu của Mỹ. Cái người ta so sánh là khí hậu của Trung Quốc với khí hậu của Mỹ, chứ người ta không so sánh Mỹ với Trung Quốc. Nghe cô dịch câu đấy nhá. Khí hậu của Trung Quốc thì giống nhiều phần so với khí hậu của Mỹ. Bây giờ cô chọn ý A này. Câu này cô thấy các bạn có rất nhiều đáp án, đúng không? Câu này là câu cô tự thiết kế. Vậy cứ cái câu nào mà cô tự thiết kế là các bạn sai. Đấy. Còn cái câu nào mà cô cóp ở trên mạng, đúng không? Thì cô thấy các bạn đúng. Đấy, chứng tỏ là các bạn có thói quen là các bạn làm quen là các bạn nhớ thôi. Chứ thực ra thì gặp câu lạ các bạn sai hết rồi. Cô sẽ có như sau. Cô có ý A đó là Trung Quốc
có khí hậu giống với Mỹ. Câu số 11 không chọn A. Chọn A là sai. Vì sao sai? Bởi vì là ở trên của người ta chỉ nói là tương tự chứ không giống được. Nếu người ta dùng từ the same, nếu người ta dùng từ the same ấy, thì nó phải là giống hệt cơ, nên không chọn ý A. Ý B là cả Trung Quốc và Mỹ đều có khí hậu tương tự ở nhiều phương diện. Thử cho cô xem ý C nó có ok hơn nhá. Ý C của cô đó là khí hậu của Trung Quốc, đúng không ạ, thì giống với khí hậu của Mỹ, nhưng nó không phải giống hết, nó chỉ giống ở một vài phương diện thôi ạ. À, câu này nó giống như cái câu ở trong cái câu này nó giống như cái câu ở trong đi thử lần thứ 11 của cô ấy ạ. Đúng ạ, nhớ là mình người ta cho cái câu dài như này mình phải để ý từng cái phần của nó một. Khí hậu của Trung Quốc thì giống với khí hậu của Mỹ, nếu nói như này là giống hết, nhưng ở đây người ta chỉ nói là tương tự ở nhiều phần thôi chứ không phải giống tất cả. Ý C bỏ rồi. Nó sẽ có ý đề sao ạ? Khí hậu của Trung Quốc đúng ạ thì giống với Mỹ ở nhiều phương diện. Vậy là cái ý D của cô cho vào để lừa em, đúng ạ, để lừa em nhớ. Vì sao ạ? Thì chúng ta sẽ có như sau. Tại sao lại lừa em ạ? À, em thấy là ý C với ý D nó giống hệt nhau, đúng không? Thì ý D cô bảo rằng là ý C sai vì nó không có cái cụm, thêm cái cụm từ là in many ways này, đúng chưa? Nhưng mà ý D thì lại có, nhưng mà ý D cô vẫn gạch. Tại sao? Bởi vì cô đang nói với em rằng là cái người ta so sánh là khí hậu của Trung Quốc với khí hậu của Mỹ, chứ không phải người ta mang so sánh khí hậu của Trung Quốc với Mỹ. Nên là ý D của cô dịch như sau: khí hậu của Trung Quốc giống với Mỹ. Không, khí hậu của Trung Quốc thì không giống Mỹ được, phải giống với khí hậu của Mỹ. Nên là câu số 11 bằng phương pháp loại trừ, cô chọn được đáp án là ý D. Xong câu 11 chuyển cho cô sang câu 12. Xong câu 11 chúng ta sẽ xong phần so sánh. Đến giờ phút này những bạn nào mà chưa nắm chắc được công thức phần so sánh, xem lại cho cô phần kiến thức này nhé. Nhận, xem lại cho cô phần công thức của so sánh. Rồi, xong câu 11 chuyển cho cô sang câu số 12. Với câu số 12 của chúng ta phần câu tường thuật. Với câu tường thuật thì cực kỳ dễ, đúng không ạ? Sau phần câu tường thuật sẽ có một phần, đó là phần về động từ khuyết thiếu. Thì phần này nó vi diệu này, đúng không ạ? Phần này khó. Nhưng mà còn phần câu tường thuật là phần cực kỳ dễ, nhớ nhá. Với câu số 12, cô sẽ có là: bạn đã làm gì với mái tóc của bạn thế? À gì cả? Con đã làm gì với mái tóc của con thế? Cô ta nói với mẹ con trai của cô ta, bà ta nói với con trai của bà ta. Vậy đây của cô sẽ là câu trực tiếp sang câu gián tiếp với câu hỏi. Với câu trực tiếp sang gián tiếp với câu hỏi, nó sẽ áp dụng công thức của cái mệnh đề kia của cô, sẽ là từ để hỏi. Nhớ này, nó phải là từ để hỏi cộng với chủ ngữ verb. Nếu là từ để hỏi cộng chủ ngữ verb, cô bỏ đi ý A của cô, đúng không ạ? Nó không đảm bảo là từ để hỏi chủ ngữ verb, bỏ nhá. Nên làm phương pháp loại bỏ như cô đang hướng dẫn các bạn, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đỡ phải đọc nhiều, đỡ phải đau đầu nhá. Bây giờ cô sẽ có ý C của cô thì sao? Ý C thì cô sẽ có từ này, cô là từ để hỏi này, what, từ để hỏi nhá. Nhưng đằng sau lại có đảo đứt lên trước thì lại vi phạm rồi. Nó phải là từ để hỏi, phải đến chủ ngữ ngay cơ. Ý C sai tiếp, bỏ, đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ chỉ còn B và D. B và D chúng ta sẽ có như sau: bà ta muốn con trai của bà ta biết rằng, không phải, không phải là bà ta muốn con trai của bà ta biết rằng, ý B bỏ. Vậy cô sẽ chọn được câu này của cô, đáp án là ý D. Bà ấy hỏi con trai của bà ấy là nó đã làm gì với mái tóc của nó vậy. Xong câu số 12 chuyển cho cô sang câu 13. Với câu số 13 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 13 là ý gì ạ? Câu số 13 chắc chắn cô chưa biết, đúng không ạ? Cô chưa biết câu này của chúng ta là theo cái thể loại gì nhé. Thì cô sẽ phải căn cứ bằng từ sau để mình bỏ bớt đáp án cho đỡ mỏi. Đó là căn cứ bằng từ tomorrow, đúng không ạ? Từ tomorrow của chúng ta khi chuyển về gián tiếp nó sẽ không thể còn lại là tomorrow được. Cô sẽ bỏ B, bỏ C. Vậy cô sẽ còn A và D. Nhờ, còn A và D chúng ta sẽ có câu này như sau. Ý D của cô thì nó lại mất tiêu, mất từ tomorrow rồi. Vậy bỏ tiếp. Nhờ, vậy thì cô sẽ có từ từ nhé, cô này sẽ là: tôi thực sự, đúng không ạ? Tôi thực sự không nghĩ rằng anh ta sẽ tham gia cuộc họp ngày mai. Vậy chúng ta sẽ có câu này gì, là tôi nghi ngờ là anh ta có tham gia cuộc họp ngày mai không? Từ từ lại câu số 13, từ từ xem lại cho cô câu 13 nhé. Câu số 13 là tôi thực sự không nghĩ rằng anh ta sẽ tham gia cuộc họp ngày mai. Ý A của cô là tôi đã nói với bạn rằng anh ta sẽ tham gia cuộc họp ngày mai. Ý A của cô nó sai mất nghĩa của cô ban đầu rồi, đúng không ạ? Ý B là sao? Tôi sẽ không bao giờ quên sự hiện diện của anh ta cho cuộc ngày mai. Ngày mai mà làm sao đã biết được mà quên, đúng không ạ? Ý B bỏ rồi. Bây giờ cô còn C và D. Thế bây giờ cô sẽ chỉ còn C và D với câu này thôi. Nhợ cô sẽ có là: tôi nghi ngờ rằng không biết là anh ta có tham gia cuộc họp ngày mai hay không. Và ý D là tôi không đồng ý với cái sự tham dự của anh ta ngày mai. Ý D sai rồi, đúng không ạ? Vậy thì câu số 13 của chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu 13 phải là ý C. Vậy nếu mà ý 13 ý C thì phải sửa đề cho cô câu này một chút này. Tôi nghi ngờ là không biết anh ta sẽ tham gia vào cuộc họp ngày mai hay không.
Rồi, ok. Câu này sửa cho cô để cho nó chuẩn, để sửa cho cô thành the next day. Đúng không ạ? Sửa như này cho nó chuẩn nhá. Rồi, ok, 13 ý C. Rồi, sang câu số 13, chuyển cho cô sang câu số 14. Với câu số 14, chúng ta sẽ có như sau. Why don't you complain? Tại sao không phàn với công ty, John? Peter nói với John. Vậy dịch là Peter với cái cấu trúc why don't you. Ở trong này các bạn sẽ phải lưu ý cho cô, nó có một cái số cụm như sau. Yeah. Chúng ta sẽ có một cái cụm như sau này. Nếu như cái câu của em mà hỏi bằng would you like, được chưa? Chúng ta sẽ có như sau này. Nếu như có cái câu hỏi của em bằng would you like thì em thường hay viết cấu trúc đấy bằng cấu trúc của invite, bằng invite somebody to do something, mời ai đó làm gì nhá. Nhưng mà nếu như giả sử câu đấy của em viết bắt đầu bằng if I were you, đây là mấy cái mẹo để cho em, để em làm cái bài tập câu tường thuật này thôi. Nếu mà viết bằng if I were you thì em sẽ viết cho cô câu đấy bằng cấu trúc của từ advise somebody to do something, khuyên ai đó làm gì, đúng không ạ? Thế còn nếu như trong câu của em có why don't you thì thường em sẽ viết lại câu đấy bằng suggest, dựa vào suggest cộng với verb in, hoặc suggest dùng với that nhá. Vậy thì với câu này cô dịch là tại sao bạn không, thì 14 đương nhiên chúng ta sẽ chọn ý A rồi. Có why don't you dùng suggest, đúng không? Peter gợi ý rằng John nên phản ánh với công ty. Xong câu số 14 chuyển cho cô sang câu số 15. Với câu số 15 cô sẽ có câu này như sau. Dạ, câu số 15 dịch là you had better. Chúng ta có cấu trúc had better cộng với verb nguyên dạng tốt hết thì làm gì, đúng không? Dịch là tốt hết hãy đi khám bác sĩ nếu như cái bệnh đau đầu đó không giảm, cô ta nói với tôi. Vậy thì mình lại thấy cho cô cái cấu trúc của had better. Chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Về cơ bản, dạ, về cơ bản thì cái had better mang tính chất khuyên bảo, dạ, khuyên bảo nhé. Vậy như sẽ có như sau. Nếu như dùng ý B là không được rồi, vì B là order somebody to do something, ra lệnh cho ai làm gì, nhớ. Câu đấy không phải là ra lệnh, nên cô sẽ bỏ ý B. Chờ ý C của chúng ta với từ insist, nghĩa là khăng khăng, đúng không ạ? Câu này cũng không phải là khăng khăng, cô bỏ ý C. Chờ vậy chúng ta sẽ có ý D của chúng ta thì sao ạ? Cô ta nhắc nhở với cấu trúc remind, chúng ta có cấu trúc như sau. Remind somebody to do something, nhắc nhở ai đó làm gì. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cấu trúc remind đi về giới từ of, nếu ngoại có cấu trúc là remind somebody of somebody something, gợi cho ai, nhớ tới ai hoặc nhớ tới cái gì. Vậy thì cô sẽ chọn ý D của cô không được. Chứ câu này không phải là gợi nhớ. Vậy thì với câu số 15 chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu 15 là ý cô ta gợi ý rằng, đúng không ạ? Cô ta đề nghị rằng tôi nên đi gặp bác sĩ nếu bệnh đau đầu không giảm. 15 cô chọn được đáp án của câu 15 là ý A các bạn nhé. Dạ, 15 cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý A, là A chứ không phải D. Được chưa? Câu số 15 của chúng ta sẽ là A chứ không phải là D. 15 ý D của cô nếu dùng cấu trúc remind of, nó không phải là nhắc nhở nữa mà nó là gợi nhớ em à. Nhờ. Nên 15 của chúng ta chọn A. Xong chưa, xong chưa? Rồi, xong câu số 15. 15 ý A ok chưa? Để cô chuyển sang câu khác này. Chờ, câu 15 ý A ok chưa? Để cô chuyển sang câu khác ạ. Được không ạ? Câu số 15 ok chưa? Để cô chuyển sang câu khác ạ. Ok nhá, để cô chuyển sang câu khác. Rồi, ok, đúng ạ. Không thắc mắc gì đâu, phải không ạ? Rồi, xong câu số 15 chuyển cho cô sang câu số 16. Với câu số 16 thì cô phòng trừ cho các bạn phần sau này. Đó là với câu số 16, các bạn thân mến, trong cái chương trình từ giờ đến lúc 2K1 thi thì cô sẽ làm rất là nhiều chương trình tổng ôn về các phần. Thì bạn nhớ cho cô là cô sẽ up tài liệu trước. Vì vậy mà các bạn chịu khó làm bài tập trước các buổi livestream của cô thì học nó sẽ hiệu quả hơn nhá. Với câu số 16 cô sẽ có câu này như sau. Cô ấy hỏi là tôi có thi đỗ cái bài kiểm, tôi có qua cái bài kiểm tra tiếng Anh tuần trước hay không. Đây là hình thái của từ câu gián tiếp, em phải đổi về câu trực tiếp. Đói. Từ gián tiếp về câu trực tiếp thì chắc chắn là cái the week before này phải đổi cho cô thành last week. Vậy thì cô sẽ bỏ đi ý A, bỏ đi ý B, cô không xét rồi, đúng không ạ? Bỏ A, bỏ B không xét rồi vì nó vẫn còn the week before trong câu trực tiếp là sai rồi. Vậy cô sẽ còn C và D, nhớ C và D nhá. C và D thì cô sẽ có là tại sao, đúng không ạ? Tại sao câu này của chúng ta. Ok, sorry. Rồi, cô sẽ có này. Với câu số 16, cô sẽ có là tại sao câu này chúng ta lại dùng if ở đây, đúng không ạ?
Người ta có quy tắc là khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp với câu hỏi không có từ để hỏi, người ta sẽ chèn từ if này vào. Vậy thì cô sẽ chọn được với câu số 6 của chúng ta, câu 16 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý C. Xong chưa? Rồi, xong câu số 16 chuyển cho cô sang câu số 17. Với câu số 17 chúng ta sẽ có như sau: thật là một điều ngớ ngẩn để nói. Vậy thì câu này cô không mang sắc thái của từ đe dọa, đúng không ạ? Threat, đe dọa. Thế này cô sẽ có cũng không mang sắc thái của suggest, gợi ý, đúng không ạ? Cũng không mang sắc thái của offer, đề nghị. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu số 17 là ý B. Nhớ. Câu số 17 là cô ta thốt lên rằng đó là một điều thật là ngớ ngẩn để mà nói. Xong câu số 17 chuyển cho cô sang câu số 18. Có nhanh quá không ạ? Ok, xong câu số 17 chuyển cho cô sang câu 18 ạ. Với câu số 18 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 18 là ý gì ạ? Nhớ. Ok các bạn thân mến, tí nữa chúng ta sẽ có cái phần thứ 3. Phần thứ 3 của chúng ta sẽ là phần động từ khuyết thiếu. Phần này khó. Phần này rất là khó nên là cô sẽ giảng, để dành thời gian để cô giảng phần đấy nhiều hơn. Nên là cái phần câu tường thuật nó rất là dễ nên cô sẽ giảng nhanh nhá. Đó ạ. Rồi, với câu số 16 chúng ta sẽ có như sau: phải dùng vào ngữ nghĩa của câu chúng ta mới làm. À, câu 18 ạ. Phải dùng vào ngữ nghĩa của câu chúng ta mới làm được câu này. Vậy với câu số 18 chúng ta sẽ có như sau. Câu 18 là ồ không, đúng ạ. Bạn thực sự phải ở đây lâu hơn chứ. Nhờ dịch là ồ không, bác phải ở đây lâu hơn chứ, thằng bé nói. Vậy dịch là sao? Ý A của chúng ta không được. Câu này không phải mang nghĩa phủ nhận, đúng không? Nên là phủ nhận. Vậy cô sẽ bỏ ý A. Tiếp đây ý B này. Refuse to do something, từ chối làm gì. Không phải, câu này không mang sắc thái từ chối. Chờ, vậy cô sẽ chọn được câu 18 là ý D. Các bạn rất giỏi. Với cấu trúc insist on cộng verb in khăng khăng làm gì. Với cấu trúc in, chúng ta có cấu trúc insist on cộng với verb in khăng khăng làm gì. Ngoài ra cô có thể dùng insist on cộng với once cộng với verb in. Once ở đây chính là tính từ sở hữu như này, đúng không ạ? Ngoài ra người ta có thể dùng insist on cộng với that cộng với chủ ngữ cộng với verb bear. Verb chia nguyên dạng cho tất cả các ngôi. Ba công thức nhé. Nên câu số 18 cô chọn được đáp án là ý D. Xong câu số 18 chuyển cho cô sang câu số 19. Với câu số 19, các thanh niên của cô chọn được đáp án là ý gì ạ? Nào ok, xong câu số 18 chuyển cho cô sang câu số 19. Với câu số 19, chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Nào ok, xong câu số 18, các bạn chuyển cho cô sang câu 19 đi ạ. Thì với câu số 19, các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Câu số 19, sure, rồi. Câu số 19, stop, sau stop cộng với verb in, dừng làm gì đúng không ạ? Dừng hút thuốc đi, hoặc là bạn sẽ bị ốm đấy. Vậy thì câu này của cô sẽ mang tính chất gì? Ý là khuyên. Bác sĩ khuyên tôi với cấu trúc advise somebody to something. Bác sĩ khuyên tôi bỏ thuốc, đúng không ạ? Để tránh việc bị ốm. Vậy 19, cô chọn ý A rồi. Xong câu số 19, chuyển cho cô sang câu số 20. Chưa, bạn đã damage, làm hỏng cái máy tính của tôi, Tom à. Vậy câu dịch là cậu đã làm hỏng máy tính của tôi rồi, vì cô sẽ có như sau. Ý A với cấu trúc accuse somebody không đi với with được, nên cô bỏ ý A. Nhờ, cô sẽ có cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc accuse somebody of doing something, buộc tội ai vì đã làm gì. Nhớ, bằng cấu trúc blame đi với giới từ for, nhớ, buộc tội đổ lỗi cho ai vì đã làm gì. Vậy thì với câu số 20, cô sẽ bỏ tiếp ý C vì công thức của nó sai. Đúng không ạ? Cô bỏ tiếp ý D vì công thức nó sai. Vậy 20 có mỗi ý B hợp lý thôi. Nhớ. Xong câu số 20 chuyển cho cô sang câu số 21. Với câu số 21 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Nào với câu số 21 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu số 21 là ý gì? Nói chung là những bạn nào mà đã giải qua rất là nhiều đề thì các bạn sẽ thấy, đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy phần này của chúng ta rất là quen. Yeah. Ok, bạn Thái Duy thân mến, chúng ta có thể dùng cấu trúc như sau này. Chúng ta có thể dùng công thức, đó là công thức advise somebody to do something, khuyên ai đó làm gì. Chúng ta có thể dùng công thức, đó là công thức advise somebody against, đúng không ạ? Doing something. Thì nó sẽ bằng với cấu trúc advise somebody not to do something, khuyên ai đó không làm gì. Nhớ. Rồi, xong câu số 20 chuyển cho cô sang câu 21 đi ạ. Với câu số 21 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì?
chịu khó học hết bài hôm nay thì cô sẽ giúp các bạn lấy được trọn vẹn điểm của phần đồng nghĩa trái nghĩa rồi. À sorry, lấy được trọn vẹn điểm của cái phần câu đồng nghĩa này rồi, đúng không ạ? Thì phần đấy của chúng ta đã yên tâm có thể bước vào phòng thi với phần này, phải tìm và làm ngay rồi, đúng không ạ? Nó rất là dễ. Rồi ok, với câu số 21 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, với câu số 21 các bạn chọn đáp án là ý B. Rồi, bạn khác thì sao ạ? Câu số 21 các bạn chọn đáp án là ý B. Câu số 21 các bạn chọn đáp án là ý B. Các bạn khác thì sao ạ? 21 ý A. Ok, có bạn chọn A, có bạn chọn ý B. 21 chọn B, 21 chọn A là có, bây giờ có bạn chọn A, có bạn chọn B đúng không ạ? Chờ, câu số 21 chúng ta sẽ có như sau. Chờ, chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Bạn thừa nhận cho cô cấu trúc như sau này. Đó là cấu trúc bleed. Chờ, cô sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc bleed. Chờ, bleed with somebody. Chờ, to do something. Van xin ai đó làm gì, nhớ nhá. Cô có cấu trúc là cấu trúc bleed with somebody, to do something, van xin ai đó làm gì. Vậy dịch ạ? Làm ơn hãy để cho con tôi đi. Chờ, cô ta van xin kẻ bắt cóc. Vậy là bây giờ cô sẽ theo cái cấu trúc là cấu trúc bleed. Từ bleed with somebody to do something thì cô sẽ chọn được câu 21 của cô, đáp án là ý B. Xong câu số 21 chuyển cho cô sang câu số 22. Why don't you? Nhờ, với cấu trúc why don't you thì câu này cô sẽ thiên về cái đáp án mà cô suggest trước. Vậy cô sẽ có như sau. Bin đề xuất rằng, đúng không? Bin đề nghị rằng tôi nên nói chuyện với cô ta trực tiếp. Vậy thì với câu số 22 cô sẽ chọn được đáp án là ý A. Nhớ, tại sao cô không dùng advice ở đây? Nếu dùng advice đây đằng sau cô sẽ không dùng could như này được, đúng không ạ? Nếu advice mà đi with that thì đằng sau cô phải mệnh đề chia nguyên dạng. Chưa? Xong chưa, xong chưa? Xong chưa, xong chưa? Rồi nha, tiếp này. Xong câu số 22 chuyển cho cô 22 ý A, ok chưa? Rồi, xong câu số 22 chuyển cho cô sang câu số 23. Với câu số 23 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì? Nào, với câu số 23 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì? Lại gặp phần sau why don't you. Nhờ, các bạn thấy cô giảng như vậy có nhanh quá không ạ? Nào, với câu số 23 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Chờ, nói chung là cô giảng, cô làm, đang làm một cái chương trình là vì các bạn, vì nhu cầu của các bạn, nên là nếu như các bạn thấy mà cô giảng nhanh quá không hiểu được thì bảo cô giảng chậm lại nhá. Nhá. Rồi ok. Ok chưa, để cô giảng tiếp ạ. Câu số 23, đến câu 23 chưa? 23 ý D. Ok, 23 ý B. Với câu số 23 cô sẽ có như sau này. Lúc trước cô có nói với em đó là cái cấu trúc why don't you, đúng không ạ? Với why don't you chúng ta sẽ phải dùng với cấu trúc là suggest. Vậy thì cô sẽ có C hoặc D thôi. C hoặc D nhá. Bây giờ cô sẽ có là không có cấu trúc suggest đằng sau cộng to verb, nên là cô sẽ không chọn ý C. Từ đó cô chọn được 23 là ý D. Sau câu số 23 chuyển được cô sang câu số 24. Với câu số 24 sẽ là câu trực tiếp sang câu gián tiếp với câu hỏi không có từ để hỏi. Với câu hỏi không có từ để hỏi phải chèn từ if hoặc từ when. Vậy thì cô sẽ bỏ đi ý D. Nếu cô bỏ đi ý D thì cô sẽ chỉ còn ý A, ý B và ý C. Vậy cô sẽ có là với câu hỏi không có từ để hỏi nó sẽ áp dụng bằng công thức đó là if hoặc là when đằng sau cộng với chủ ngữ verb. Nó vẫn phải tuân thủ công thức chủ ngữ verb, đúng không ạ? Nếu tuân thủ theo công thức chủ ngữ verb thì cô thấy ba đáp án của cô đều có chủ ngữ hết cả. Bây giờ set verb nhá. Động từ do watch đang ở thì hiện tại đơn. Nếu hiện tại đơn mà có chuyển sang gián tiếp mình lùi một thì nó chỉ thành phải thì quá khứ đơn thôi. Vậy thì cô sẽ chọn được 24 của chúng ta là ý B. Đó ạ. 24 của chúng ta là ý B, xong chưa? Xong câu số 24 chuyển cho cô sang câu số 25. Cố lên, chúng ta sắp sang phần động từ quyết thiếu rồi. Và sang phần động từ quyết thiếu chúng ta sẽ có nhiều cái, đúng không ạ? Nhiều cái để cãi nhau hơn. Với câu số 25 dịch là tôi sẽ không trả lại quyển sách, đúng không ạ? Tôi sẽ không trả quyển sách mà bạn đã cho tôi mượn cho tới chiều ngày mai. Thì với câu số, đúng không ạ? Với câu số 25 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? 24 ý B rồi. Rồi ok, thế câu 25 ý gì ạ?
Chúng ta sẽ có nào. Tôi sẽ không trả nhá, tôi sẽ không trả này. Ý là cô về cấu trúc tell somebody to do something, bảo ai đó làm gì. Thì cô dịch là Lucy bảo tôi trả lại quyển sách mà cô ta cho tôi mượn. Thì câu này không phải như vậy, đúng không ạ? Thì cô sẽ không chọn ý A. Thế này, Lucy hứa trả lại cuốn sách mà tôi đã cho cô ta mượn cho đến tận chiều mai. Vậy ý C là Lucy đề nghị trả lại quyển sách mà tôi đã cho cô ta mượn đến chiều mai. Vậy D là Lucy từ chối trả lại quyển sách mà tôi mượn cho tới chiều mai. Vậy thì câu 25 chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? Ý B, cô có cấu trúc promise to do something, hứa làm gì? Offer to do something, đề nghị làm gì? Refuse to do something, từ chối làm gì? Tôi sẽ không trả, vì câu đấy sẽ phải là từ chối. 25 cô chọn ý D. Được. Xong câu số 25 chuyển cho cô sang câu số 26. Với câu số 26 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Dạ, xong câu số 25 chuyển cho cô sang câu 26 đi ạ. Với câu số 26 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, với câu số 26 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? 26 các bạn chọn đáp án là ý A. 26 thì có bạn chọn A, có bạn chọn C. Rồi, cô chữa câu 26 nhé. Câu số 26, cô nhớ là câu này khi cô chữa ở trong nhóm của cô thì các bạn cũng cãi nhau rất là nhiều này. Nó sẽ như sau, tôi sẽ rất là biết ơn, đúng không ạ? Nếu bạn có thể cho tôi thêm thông tin chi tiết hơn về công việc này. Đây người ta đang dùng loại mấy đi ạ? Loại 2. Vậy điều kiện loại 2 là điều kiện gì ạ? Điều kiện không có thật ở hiện tại. Vậy cô sẽ có như sau. Nếu viết bằng cấu trúc thank somebody for doing something, cảm ơn ai vì đã làm gì, đúng không ạ? Đây là cấu trúc cảm ơn ai vì đã làm gì. Nếu như chọn như cái ý A này thì nó sẽ thành như sau, đó là cảm ơn tôi, cô ấy cảm ơn tôi vì đã gửi cho anh ta, cảm ơn tôi vì đã gửi cho anh ta những thông tin chi tiết về công việc. Nhưng mà câu này đang viết là tôi sẽ rất là biết ơn, đúng không ạ? Nếu như bạn có thể cho tôi thêm thông tin chi tiết về công việc, mới đang nói như này thôi, tức là mình chưa được gửi đâu, đúng không ạ? Dùng điều kiện loại 2 là điều kiện chưa có thật mà, điều kiện không có thật ở hiện tại thì mình không thể dùng ý A được, nhớ nhá. Câu 26 không chọn ý A được. Cô giảng câu này kỹ hơn những câu khác bởi vì sao? Trong nhóm của cô các bạn cũng sai câu này nhớ. Bạn nhớ này, khi người ta dùng điều kiện loại 2 tức là điều kiện đấy chưa, điều kiện đấy không có thật ở hiện tại. Nếu viết như ý A thành là cô ấy đã gửi cho anh ta rồi và anh ta cảm ơn cô ta, ý A không phải. Nhớ này, ý B này. Y cảm thấy rất là tuyệt vời bởi vì những thông tin chi tiết về công việc đã được gửi cho anh ta. Không phải đã gửi đâu, đúng không? Ý B sai. Ý C đó là anh ta lịch sự đề nghị tôi gửi cho anh ta thêm thông tin chi tiết về công việc. Vậy đây nó chỉ là cái kiểu mà là gì thôi, cái đề nghị một cách lịch sự thôi. Vậy 26 chọn C. Xong câu số 26 chuyển cho cô sang câu số 27. Với câu số 27 chúng ta sẽ chọn được ô 27 trùng rồi, đúng không? Câu số 27 trùng rồi với câu số 27 nó sẽ chọn được đáp án là ý gì? Câu số 27 các bạn sẽ chọn à không trùng, nó gọi là hơi hơi giống giống một tí thôi. Để chúng ta sẽ có với 27 là tốt hơn hết hãy đi khám bác sĩ nếu bệnh viêm họng không không đỡ nhỉ. Vậy thì với câu số 27 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Chợ, bạn nhớ cho cô là trước hôm thi các bạn xem lại cho cô những cái phần tài liệu mà cô đã up cho các bạn về phần tổng ôn, các bạn xem qua. Bởi vì những cái tài liệu đấy cô soạn cho các bạn là những cái tài liệu mà nó sát nhất với thi rồi nhá. Chợ, câu số 27 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Tôi nhanh hơn chút đi cô ạ. À. Rồi, cô chữa nhanh hơn nhá. Với câu số 27 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Nào tập trung vào bài cho cô đi ạ. Nhanh không cô dỗi bây giờ này. Câu số 27 ý D. Chợ. Câu 27 ý D sai, tối cởi trần đi ngủ. Ok, rồi. Tốt. Chợ, nếu mà thế phải là cởi trần live stream chứ, đúng không? Cởi trần live stream thì mới được chứ. Rồi chúng ta sẽ có như sau. Với câu số 27 tốt hơn hết hãy đi khám bác sĩ nếu như viêm họng không đỡ, bệnh viêm họng không đỡ. Vậy cô sẽ có là cô ấy nhắc nhở tôi đi khám bác sĩ nếu bệnh viêm họng không đỡ nhờ. Ý B là ra lệnh không phải rồi, ý C khăng khăng không phải, bỏ B bỏ C rồi. Ý là cô ta đề nghị rằng tôi nên đi khám bác sĩ nếu bệnh viêm họng không đỡ. 27 ý D nhờ. Câu này nghĩa của nó mang nghĩa đề xuất gợi ý hơn. Xong câu số 27 chuyển cho cô sang câu số 28. Nếu như tôi không có quá nhiều việc để làm, đúng không ạ, thì tôi sẽ đi xem phim. Nếu như tôi không có quá nhiều việc để làm thì tôi sẽ đi xem phim.
Chờ, vậy thì chúng ta sẽ có với câu số 28. Cô có tổng hợp đấy em, và cô để ở trên YouTube của cô ở dưới dạng đó là phần tổng hợp ngữ pháp ấy, tổng ôn ấy ạ. Rồi, với câu số 28 chúng ta sẽ có câu này như sau. Câu số 28 dịch là, chờ, câu số 28 sẽ có là: nếu như mà tôi không có quá nhiều việc để làm, đúng không ạ, thì tôi sẽ đi xem phim. Vậy cô sẽ có ý A của câu 28 là gì? Dịch là vì thằng bé không có nhiều việc để làm, nó đi xem phim. Ý A sai rồi, nhớ. Chúng ta sẽ có như sau. Thằng bé, đúng không ạ, thằng bé nói rằng nếu như nó không có quá nhiều việc để làm, nó sẽ đi xem phim. Vậy thì với câu số 28, các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Chợ, nào 28 chọn ý gì luôn ạ? Với câu số 28 của cô, ở câu này học sớm quá à? Cả cái tuần sau nhá, tuần này cô dành cho tổng ôn thôi ạ. Tuần sau cô sẽ dành cho tim chống liệt. Cả tuần sau cô chỉ dạy chống liệt thôi nhá. Với câu số 28, ở đây đang là hình thái của điều kiện loại 3. Mình có quy tắc như sau: khi chuyển từ câu trực tiếp về câu gián tiếp với điều kiện loại 3, không có sự thay đổi về thì. Chợ, không có sự thay đổi về thì câu số 28 cô chọn được đáp án là ý B. Xem câu số 28 chuyển cho cô sang câu số 29. Với câu số 29 cô sẽ có như sau: hút thuốc không? Nhớ, anh ta hỏi. Không, cảm ơn, tôi đáp. 29 các bạn làm rất là nhiều lần rồi. Với câu số 29 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì? 29 không chọn ý A, vì sao? Vì ask for nghĩa là xin. Chưa, anh ta không xin mà anh ta mời tôi. Ý B không chọn ý B vì từ mention là đề cập. Nhớ, ý B của cô là đề cập tới, không chọn. Bây giờ cô sẽ còn ý C và ý D. Ý C, ý D có sao? Anh ta hỏi tôi là tôi có đang hút thuốc không? Vậy ý D cũng không phải rồi. Bằng phương pháp loại trừ, cô chọn được 29 là ý C. Ý C nó thuộc cái cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc offer somebody something. Nhớ, offer somebody something, mời ai đó cái gì. Vậy cô chọn được 29 là ý C. Nhớ, bạn nhớ cho cô là cả tuần sau cô sẽ dành cho team chống liệt. Còn tuần này thì cô sẽ tổng ôn cho bạn tất cả những phần có trong thi đã. Dạ, em hết liệt rồi à? Rồi, thế này, xong câu số 29 chuyển cho cô sang câu số 30. Với câu số 30 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ngày mai nhá, tối mai cô sẽ chữa bộ đề em nhá. Nếu xong câu số 29 chuyển cho cô sang câu số 30 đi ạ. Với câu số 30 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Sao chị, ok chưa? Nào, xong câu số 29 chuyển cho cô sang câu số 30. Với câu số 30 các bạn đã chọn được đáp án của câu 30 là ý gì ạ? Ok nào, câu số 30 các bạn chọn đáp án là ý gì ạ? 29 chắc chắn C rồi. Ok, 30 đi ạ. Nào, 30 ra ý gì ạ? 30 ý A, 30 ý D. Ok, đã ra hai đáp án rồi. 30 có bạn chọn A này, đúng ạ. 30 có bạn chọn đáp án ý B này, đúng ạ. 30 các bạn chọn đáp án là ý D này. Hôm nay bài cô không phải là team chống liệt đâu em, đúng không? Các bạn không thể vào đây mà dùng máy tính ra để tính được, đúng không ạ? Nhớ nhá. Ok nào, với câu số 30 chúng ta sẽ có như sau. Chúng tôi sẽ không đi cho tới khi chúng tôi phải gặp được giám đốc. Vậy khách hàng từ chối rời đi cho tới khi họ gặp được giám đốc. Được chưa? Vậy thì ý B của cô không được. Ý B của cô là hứa làm gì không phải. Ý C là đồng ý làm gì không phải. Ý đây là quyết định làm gì không phải. 30 ý A thôi. Nhớ, 30 ý A thôi. Dạ. Vũ Văn Tuấn 2K3 muốn vào học cô ạ. 2K3 thì em inbox cô để cô tư vấn khóa học nhé. Ở đây của cô là dành cho 2K1, 2K2. Nhớ. Rồi, xong câu số 30 chuyển cho cô sang câu 31. Nói chung là chương trình này của cô là chương trình cho 2K1, còn 2K2 những em nào mà trong nhóm tổng ôn thì các em có thể theo dõi chương trình này được. Nhớ. Rồi, xong này, xong câu số 30 chuyển cho cô sang câu số 31. Với câu 31 dịch là bạn đã không nói sự thật. Lucy à? Vậy cô sẽ có như sau. Cô không chọn ý A bởi vì cô có cấu trúc như sau. Cấu trúc want somebody not to do something. Cảnh báo ai đó không làm gì, đúng không? Bằng cấu trúc want somebody against doing something. Cảnh báo ai đó không làm gì, vậy không chọn. Tiếp này cô sẽ có ý B của chúng ta. Ý B thì cô lại có một cái cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc criticize for something. Chỉ trích ai đó vì đã làm gì. Thế này, accuse somebody of. Vậy thì câu 31 cô chọn được đáp án là ý C. Đúng ạ. Ở xong câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 32. Với câu số 32 của chúng ta sẽ là phần về câu 32 của chúng ta sẽ là phần về động từ quyết thiếu. Ở phần này sẽ có nhiều cái để cho các bạn, đúng không ạ? Phần này sẽ có nhiều cái cho các bạn để thảo luận.
Chưa, chúng ta sẽ có sorry criticize somebody for, nhớ. Criticize somebody, nhớ cô sẽ cấu trúc đó là cấu trúc criticize somebody for doing something, nhớ. Được chưa? Rồi, chuyển cho cô sang phần động từ khuyết thiếu. Với phần động từ khuyết thiếu chúng ta sẽ, đúng không? Sẽ có nhiều cái để mà chúng ta thảo luận hơn. Nhớ. Với câu số 31 các bạn sẽ chọn đáp án là gì? No. Với thực ra trong tiếng Anh của mình không có phân lớp đâu em. Nhớ, chỉ có phân theo trình độ thôi chứ không phân lớp. Với câu số 31 là phần động từ khuyết thiếu. Thì với câu số 31 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì? Cố lên, chúng ta còn 9 câu nữa thôi, sắp xong rồi. Với câu số 31 xem nào. A B C. Ô, câu này của cô không có D à? Chờ, câu số 31 cô sẽ có A B C. Dạ, nào với câu số 31 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì, để cô xem bài đề xem nào. 31 các bạn chọn đáp án là ý C. Đúng ạ, 31 các bạn ấy chọn đáp án là ý C. Bạn khác thì sao ạ? Dạ, 31 các bạn chọn đáp án là ý C. Rồi, để cô xem nhá. Với câu số 31. Ồ, câu này đúng là cô chỉ có 3 đáp án thật à? Ồ, ok, chúng ta sẽ có như sau. Thôi rồi, 3 đáp án cũng được. Chúng ta sẽ có như sau. Tôi không kiên nhẫn, đúng không ạ? Tôi không có sự kiên nhẫn với những cái kiểu mà kiểu buôn dơ lê như vậy đâu, đúng không ạ? Những cái điều mà tôi kể với Bin là bí mật, nhưng mà anh ta lại đi làm sao? Anh ta đi kể với bạn. Nhờ, vậy thì câu số 31 chúng ta sẽ có như sau. Ý A với cấu trúc khi người ta dùng have cộng verb P2 diễn tả một điều lẽ ra không cần thiết phải làm nhưng đã làm, vậy ý A không phải rồi. Không có dạng mustn't have cộng verb P2, vậy bỏ tiếp theo. Thì cô sẽ có câu này của cô, đánh lại cho cô này là B nhá. Nhờ. Thì cô sẽ có câu này, đáp án của chúng ta sẽ là ý C. Người ta dùng shouldn't have cộng verb P2 diễn tả một điều lẽ ra không nên làm nhưng đã làm rồi. Ý C dịch là Bin lẽ ra không nên kể với bạn về những điều mà tôi đã nói với anh ta bởi vì đó là bí mật. Nên 31 cô chọn đáp án là ý C. Xong câu số 31, chuyển cho cô sang câu số 30. Giảng lại cho em cô 30 á. À, giảng lại cho em cô, có hai câu 31 này. Giảng lại cho em cô 30 à. Câu 30 bình thường mà em. Nguyên là chúng tôi sẽ không đi, vậy là khách hàng từ chối đi cho tới khi họ phải gặp được giám đốc, thế thôi. Ừ, yeah. Rồi thế này, câu số 32 của chúng ta thì sao? Câu số 32 với bài tập về phần động từ khuyết thiếu này chúng ta phải dịch. Nó sẽ có câu này như sau. Xem lại câu này từ từ nhé, để cô xem lại cái câu các bạn thắc mắc này. Bạn đã không nói với tôi sự thật, Lucy à? Nick nói, đúng không ạ? Vậy cô sẽ có Nick cáo buộc Lucy vì tội... từ từ nhé. Câu này không ý C được, đúng không ạ? Nick cáo buộc Lucy vì tội nói sự thật. Sorry, câu này không được, đúng không ạ? Vậy cô sẽ có câu này của chúng ta xem nào. Vậy thì cô sẽ chọn được 31 của cô phải là ý B, Nick, đúng không ạ? Chỉ trích Lucy vì tội không nói sự thật. Dạ, ok, sorry các bạn, câu 31 sửa lại cho cô phải đáp án là ý B em nhá. Nhờ, câu số 31 ý B. Nó sửa lại cho cô câu này, 31 là ý B. Sorry. Nào ạ, 31 ý B. Ok chưa, để cô chuyển sang câu bên này nè. Ok, 31 ý B sửa lại rồi. Ok chưa, để cô chuyển sang này. Không phải câu 20 rồi. Ok, sorry, cô chuyển lại câu này rồi đấy ạ. 31 sửa lại thành ý B em nhá. Ok chưa? 31 thứ nhất, ok chưa, để cô chuyển nào. Rồi, cô sửa lại rồi ạ, 31 ý B em nhá. Ok chưa, để cô chuyển nào. Ok, xong chưa? Ok rồi nhá, cô chuyển này, được không ạ? Rồi, xong câu số 31, chuyển cho cô sang câu số 32, được không ạ? Với câu số 32, cô sẽ có như sau. Gia đình nhà Smith, người ta sử dụng, nhớ, người ta sử dụng mạo từ the cộng với danh từ chỉ tên riêng ở dạng số nhiều để chỉ ca gia đình nhà họ. Vậy dịch là gia đình nhà Smith đã cho cái đứa con đầu đi học trường nội trú, nhớ. Điều đó, đúng ạ, không tốt, đó là một ý tưởng không tốt, nhớ. Rồi chúng ta sẽ có, với câu số 32 chúng ta sẽ chọn được đáp án của cô 32 là ý gì ạ?
Nào, gia đình nhà Smith đã cho đứa con đầu đi học trường nội trú, và đó là một ý tưởng không tốt. Vậy thì với câu số 32 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, nào với câu số 32 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? 32 chọn ý A. Rồi, cô sẽ có với câu số 32. Gia đình nhà Smith gửi con đầu đi học trường nội trú. Nhớ, đó là một ý tưởng không hay. Vậy thì dịch là gia đình nhà Smith lẽ ra không nên cho con đi học trường nội trú. Vậy thì câu số 32 chúng ta sẽ chọn ý A luôn, đúng không ạ? Câu số 32 ý A, người ta dùng shouldn't have cộng với P2 diễn tả một điều lẽ ra không nên làm nhưng đã làm rồi, nhớ. Thế còn người ta dùng can't have a cộng verb P2 diễn tả một điều không thể đã xảy ra vì có căn cứ cơ sở rõ ràng. Vậy 32 cô chọn được ý A, thấy chưa? Rồi, xong câu số 32, chuyển cho cô sang câu số 33. Dạ, với câu số 33, chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu 33 là ý gì ạ? Nhớ, xong câu số 32, chuyển cho cô sang câu 33. Với câu số 33, các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ba ba chọn C. Rồi, cô sẽ có với câu số 33. Dịch là tên trộm gần như chắc chắn. Nhờ, tên trộm gần như chắc chắn đã đi qua cái cửa sổ mở đó. Vậy thì với câu số 33, căn cứ bằng từ almost certainly, gần như chắc chắn là. Thì vậy với câu số 33, chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì? Ba ba cô sẽ có như sau. Mình có từ almost mà ghép với từ certainly thì nó sẽ là chắc chắn rồi. Nếu chắc chắn rồi thì cô sẽ không dùng cái dạng might have cộng verb P2. Người ta dùng từ might have cộng verb P2 diễn tả một điều có thể đã xảy ra nhưng không chắc. Nên cô không chọn ý A, đúng không ạ? Người ta dùng should have cộng verb P2 diễn tả một bổn phận lẽ ra phải làm nhưng không làm. Vậy cô không chọn ý B. Tiếp này, người ta dùng could have cộng verb P2 diễn tả một điều có thể đã xảy ra nhưng trên thực tế là không. Vậy cũng không chọn. Vậy cô chọn được 33 là ý C. 33 ý C sẽ là gì đây ạ? Tên trộm, đúng không ạ? Chắc là đã đi qua, đúng không ạ? Đã thoát ra bằng cái cửa sổ mở đấy. 33 chọn ý C. Xong 33 chuyển cho cô sang câu số 34. Câu 34 là câu mà chúng ta gặp rất là nhiều. Chợ, tôi chắc chắn rằng đó không phải là ông Phong mà bạn nhìn thấy. Bởi vì, đúng không ạ, ông ấy bây giờ đang Hà Nội. Vậy diễn tả một điều không thể đã xảy ra vì có căn cứ cơ sở rõ ràng. Người ta dùng công thức như sau. Dùng công thức can't have cộng verb P2. Từ đó, cô chọn được luôn câu số 34 của, câu 34 của chúng ta, đáp án sẽ là ý C. Đó không thể là ông Phong người mà bạn nhìn thấy được bởi vì ông ấy đang ở Hà Nội. Xong chưa, xong chưa? Rồi nhá. Xong câu số 34, chuyển cho cô sang câu số 35. Chợ, câu số 35 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Kiểu, xong câu số 34, chuyển cho cô sang câu số 35 ạ. Với câu số 35 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, xong câu 34 chuyển cho cô sang câu 35 đi ạ. Với câu số 35 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Chợ, câu số 35 chúng ta sẽ có câu này như sau. Chợ, 35 chúng ta sẽ có câu này như sau. Để cho Harold tham gia vào dự án mới là một điều thật là ngốc nghếch vì anh ta chả hiểu gì về công ty của chúng ta cả. Nhợ dịch như vậy nhá. Để cho anh ta tham gia vào dự án mới thực sự là một điều rất là ngốc nghếch nhá. Vì anh ta chả biết gì về công ty của chúng ta cả. Vậy thì cô sẽ có như sau. Ý A, người ta không dùng dạng couldn't have cộng verb P2. Cô bỏ ý A. Chợ, ý B, người ta dùng must have cộng verb P2 diễn tả suy luận lý trong quá khứ. Anh ấy chắc là chả biết gì về công ty của chúng ta đến mức mà anh ta không được phép cho tham gia. Ý B sai với nghĩa của câu ban đầu rồi nhá. Thì cô sẽ có ý C của chúng ta thì sao ạ? Chúng ta dùng dạng shouldn't have cộng verb P2. Chúng ta lẽ ra không nên cho anh ta tham gia vào dự án mới vì anh ta chả biết gì về công ty của chúng ta cả.
35 chọn C. Dạ. Xong câu số 35 chuyển cho cô sang câu số 36. Với câu số 36 chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu số 36 là ý gì ạ? Nào, xong câu số 35 các bạn sẽ chuyển cho cô sang câu 36. Thì với câu số 36 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Chưa, câu số 36 dịch là chúng ta dùng công thức should have cộng với P2 dịch là chúng ta lẽ ra nên thuyết phục anh ta thay đổi ý định. Yeah. Nhưng mà nếu dùng công thức là should have cộng với P2 là diễn tả một điều lẽ ra phải làm nhưng không làm. Vậy là thực tế là chúng ta đã không thuyết phục anh ta thay đổi ý định. Yeah. Vậy thì cô sẽ có ý này. Đó là cần thiết để thuyết phục anh ta thay đổi ý định nhưng mà bạn đã không làm. Dịch là bạn lẽ ra phải thuyết phục anh ta thay đổi ý định, đúng không ạ? Vậy dịch là đó là sự cần thiết để thuyết phục anh ta thay đổi ý định nhưng bạn đã không làm. Vậy thì 36 cô chọn được đáp án là ý A luôn nhớ. Câu số 36 ý A, xong chưa, xong chưa? Xong câu số 36 chuyển cho cô sang câu số 37. Với câu số 37 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì? Còn 3 câu nữa thôi nhớ. Xong câu số 36 chuyển cho cô sang câu 37. Với câu số 37 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, xong câu số 36 chuyển cho cô sang câu 37 ạ. Với câu số 37, các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Câu số 37 dịch là it is possible. Chúng ta có từ possible là có thể, đúng không ạ? Có thể rằng chợ máy bay đã bị trì hoãn bởi vì thời tiết xấu. Vậy cô sẽ có như sau. Với cái từ, với cái cụm từ it is possible, tức là cụm từ đấy của chúng ta nghĩa là có thể thôi. Yeah. Thế có thể thôi, vậy thì cô sẽ có với câu số 7. Chúng ta dùng must have cộng với P2 diễn tả một suy luận chắc chắn, đúng không? Một suy luận hợp lý thì không phải. Vậy cô sẽ không chọn ý A. Chờ mà chúng ta sẽ có như sau này. Có thể rằng máy bay đã bị hoãn bởi vì thời tiết xấu. Vậy thì với câu số 37 không chọn ý A được ạ. Thời tiết đúng ạ, chắc là đã rất xấu. Hoặc không máy bay sẽ không bị hoãn được. Thì câu để chúng ta nếu dùng với từ possible thì chúng ta sẽ không dùng được với must vì nó không chắc chắn nên không chọn ý A. Chờ. Ý bài cô gì ạ? Có thể là thời tiết xấu mà nó khiến cho máy bay bị trì hoãn. Nhờ ý C của chúng ta thì sao ạ? Ý C gì cả? Lý do rõ ràng cho máy bay bị trì hoãn là vì thời tiết xấu. Cái này không phải là obvious, không phải là rõ ràng nên cô không chọn ý C. Tiếp là ý D của cô là certainly là chắc chắn là, nhưng ở trên người ta chỉ dùng là có thể thôi chứ không phải là certainly chắc chắn. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 37, cô là ý B. Nhớ, câu 37 ý B. Xong câu số 37 chuyển cho cô sang câu số 38. Và 8 dịch là tôi mong chờ, đúng không ạ? Bạn, tôi rất là kỳ vọng rằng các bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với cái kết quả vào cuối của cái buổi trình diễn này. Chờ vào cuối của cái buổi trưng bày này. Tôi hy vọng rằng các bạn đều hoàn toàn hài lòng với kết quả vào cuối của cái buổi trưng bày này. Vậy thì với câu số 38 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Chờ I expect, tôi hy vọng rằng, đúng không ạ? Tôi mong chờ rằng các bạn sẽ cảm thấy hài lòng với kết quả vào cuối của cái buổi trưng bày này. Vậy thì chúng ta sẽ có ý gì ạ? Ý là cô là bạn, đúng không ạ? Bạn đã rất là hài lòng khi mà buổi trưng bày kết thúc. 38 không phải, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ không chọn ý A. Thế là ý B lại vào cuối của buổi trưng bày. Hẳn là bạn sẽ cảm thấy rất là hài lòng. Thế này chúng ta sẽ có ý C của chúng ta sao? Bạn chắc là hoàn toàn hài lòng. Vậy ý đây là vào cuối của buổi trưng bày, đúng không ạ? Thật sự nhá, câu này chúng ta nó sẽ có mấy đáp án này. Nó sẽ có như sau này. Ý A cô bỏ rồi. Nào, câu 38 các bạn thảo luận hơn một xíu nữa vì câu này sẽ có nhiều phương án cho bạn chọn, đúng không ạ? 38 cô thấy các bạn chọn ý B. 38 cô thấy các bạn chọn ý C, đúng không ạ? Dạ, câu 38 các bạn chọn đáp án là ý gì ạ? Ok, câu số 38 cô thấy các bạn chọn B, các bạn chọn C. Rồi. Cô sẽ có câu này như sau nhá. Ở trên này người ta dùng từ satisfied, ở dưới người ta dùng từ happy. Vậy bỏ tiếp ý B cho cô. Nhưng bây giờ cô sẽ còn C và D. C và D thực ra nó chỉ khác nhau cái chỗ này chủ yếu này, đó là từ must be và từ must have been. Vậy bây giờ mình muốn biết là mình dùng must be hay dùng must have been thì bạn phải xem cho cô này, động từ cô, cái động từ của cái từ satisfied đấy, đúng không ạ? Động từ to be của satisfied là động từ were. Nếu động từ were thì cô sẽ phải dùng với ý D cơ. Nhớ.
Câu 38 của chúng ta phải là ý đề vào cuối của cái buổi trưng bày. Đúng không? Chúng tôi, à sorry, vào cuối của trưng bày thì bạn hẳn là sẽ rất là hài lòng. Vậy thì câu số 38 của cô phải là ý đề nhá. Được chưa? Xong câu số 38 chuyển cho cô sang câu số 39. 39 của chúng ta này. Với câu số 39 của chúng ta sẽ có như sau. Anh ta chắc là người ta dùng must have cộng với PA suy luận hợp lý trong quá khứ, đúng không ạ? Anh ta hẳn là đã không dùng cái tài khoản email này được rồi, đúng không ạ? Vì tôi không thể liên lạc được với anh ta. Vậy thì cô sẽ có như sau. Được chưa, được chưa? Được chưa? Chúng ta sẽ có... Nào 38 ok chưa? Để cô chữa câu 39 và câu 40 ạ. Các bạn thân mến, 38 các bạn ok chưa? Để cô chuyển sang câu 39 ạ. Các bạn thân mến, 38 các bạn ok chưa? Để cô chuyển sang câu 39 ạ. Ok, rồi chúng ta sẽ có chuyển sang cho cô sang câu 39 này. Với câu số 39, nhờ chúng ta sẽ có như sau. Anh ta hẳn là đã hủy cái tài khoản email đấy rồi vì tôi không thể liên lạc được với anh ta. Vậy là vì tôi không thể liên lạc được với anh ta nên nó dường như chắc chắn rằng anh ta đã khóa cái tài khoản email đấy. Vậy thì câu số 39 chúng ta sẽ chọn được đáp án của chúng ta là ý gì ạ? Bạn thân mến, với câu số 38, em hiểu, em học lại cho cô phần động từ quyết thiếu này. Người ta dùng must be cho những suy luận ở hiện tại. Nhớ nhá, must be cho những suy luận ở hiện tại. Người ta dùng must have cộng verb P2 cho những suy luận ở quá khứ. Nhớ, cho những suy luận ở quá khứ. Vậy thì ở đây cô căn cứ bằng từ who là quá khứ thì cô phải dùng cái dạng must have cộng verb P2. Ok chưa? 39 của chúng ta, cô vừa dịch câu đấy là vì tôi không thể liên lạc với anh ta nên dường như chắc chắn là anh ta đã khóa tài khoản đấy. Vậy cô sẽ chọn được 39 của chúng ta, đáp án là ý. Nhớ. Ý B thì sao? Nếu như không ai có thể liên lạc được với anh ta thì anh ta lẽ ra lên phải ý B sai rồi, đúng không ạ? Tôi có lẽ đã có tài khoản, có địa chỉ email sai, ý C không phải, nhớ. Ý D là anh ta có thể đã đóng tài khoản email nhưng tôi không chắc chắn. Nhưng mà câu này trên là, ở trên mình nó có là chắc hẳn là thì người ta dùng must với nghĩa là chắc chắn cơ. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 39 của chúng ta là ý A, nhớ. Xong câu 39 chuyển cho cô sang câu số 40. Câu 40 cô sẽ có câu này như sau. I'm sure, tôi chắc chắn rằng. Nhớ nhá, nhớ cái câu mà có chỗ I'm sure nhỉ, tôi chắc chắn rằng. Vậy nếu chắc chắn rằng này, đằng sau lại căn cứ bằng who là quá khứ. Nhớ, là quá khứ. Vậy nếu là quá khứ cộng với cái từ sure là chắc chắn này nữa, nó sẽ tạo thành một cái hình thái, đó là dùng must have cộng verb P2. Nhớ, dùng must have verb P2. Thì cô sẽ chọn được câu số 40 của chúng ta, đáp án là ý C. Rồi. Ok các thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong bài hôm nay của chúng ta. Nhớ. Hẹn gặp lại các bạn với chương trình ngày mai. Tối mai cô sẽ chữa đề số 17 trong sách bộ đề các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.